Nhạc trữ tình sẽ thành tiên khi gắn ẻm này nha. Đây là những ẻm tép dùng cho cục đẩy âm đi, tạo nhạc hay, nhạc nét. Nhạc trữ tình cần độ chính xác và độ nét, độ sắc bén thì liên hệ với chúng tôi. Đây là những cặp tép được trang bị nam châm xịn, có độ ướt át cực cao. Loại này là 1000K. Loại có hai loại khung gỗ vàng, khung gỗ đen. Đây là nam châm xịn nhập khẩu của 350. Đây có hai cấp độ siêu tép, tép. Này có phân tần đầy đủ, chống cháy chuẩn. Đây là những giải pháp cho tất cả những cái loại những cái sở thích tăng cường độ nét cho trữ tình. Bolero độ ướt át, tạo độ mê nhạc hơn thì liên hệ với chúng tôi. Bên mình gửi bưu điện toàn quốc. Phiếu này là phiếu vuông 12x12 nhé. Loại khung gỗ đen, khung gỗ vàng. Cho hàng này bên mình là có chống cháy chuẩn. Anh em mà có những cái bộ dàn mà không hay, không nét, mà nghe nhạc trữ tình mà cảm thấy nhàm chán thì liên hệ với chúng tôi. Chuyên loa những cái dòng loa để cải thiện chất âm cho nhạc trữ tình. Bolero thì hay nhất xóm ngay lập tức nha. Đây, này, hàng uy tín, bảo hành, chất lượng. YouTube điện tử Phượng Lưu, chuyên giao lưu toàn quốc để phục vụ cộng đồng Bolero, tăng cường độ nét cho nhạc trữ tình một cách bài bản. Muốn hay nhạc hay và nét thì liên hệ với chúng tôi. Đấy, một củ khoai một cặp, một củ khoai nhé. Hàng đảm bảo và bảo hành uy tín, một năm, chất lượng ngon nha. Ngoài ra bên mình còn có cái loại khung sắt đời 2019 này, có một bên có chế độ siêu mỏng nha, còn bên này là 600, 600 bên kia. Một củ khoai, một cặp, nét gấp 5 lần cho nhạc trữ tình, ok.